Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sắp đến, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, hướng đến sự tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị. Đây cũng là vấn đề được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đặc biệt quan tâm ngay sau khi thực hiện kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại kỳ họp. Đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, vai trò của Hội đồng Nhân dân thành phố nói chung và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nói riêng vì vậy càng trở nên đặc biệt quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước và xác định phương châm làm việc là lấy sự tin tưởng và hài lòng của cử tri làm mục tiêu. Khối lượng công việc của chặng đường phía trước là khá lớn và nhiều thử thách khi thành phố chúng ta bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Theo đó, không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, cấp phường, cho nên chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân thành phố, của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tăng lên khá nhiều theo quy định tại nghị quyết 119 của Quốc hội. Đồng thời, cũng vừa phải tiếp tục giải quyết những công việc còn dở dang, vướng mắc, tồn đọng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, với ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân thành phố, chúng tôi xác định phương châm làm việc là luôn lấy sự đoàn kết, đồng thuận, sự tương tác để làm nền tảng, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí trong mọi hành động, lấy sự tin tưởng và hài lòng của cử tri là mục tiêu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, bộ máy của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ hoạt động theo mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị. Do đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cần xây dựng quy chế hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua nội dung, nội quy của các kỳ họp nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đảm bảo quyết định kịp thời các vấn đề lớn quan trọng, đúng pháp luật, ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đặc biệt là phải lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Theo đó, chính quyền cấp thành phố là một cấp chính quyền địa phương, gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Các quận và phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương, mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang và các xã trực thuộc vẫn tiếp tục giữ mô hình cấp chính quyền địa phương, gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đây là mô hình được kỳ vọng tạo thuận lợi nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn đô thị, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.